Tôi quý ông bà anh chị em, trong cuộc đời của mình à, cứ mỗi khi mình có vấn đề gì mình chạy đi mình kiếm cái ai, thì ở bên nước Mỹ em có là đi ra tòa mình kiếm ai, luật sư, đúng không ạ? Đấy, cùng gà cái em gọi luật sư, đúng không ạ? Cái gì nó không gọi luật sư đi, hay là mình lúc những mấy cái đàn luật sư kia hỏi tôi rồi nó cứ đi nó kiếm tiền ra. Thằng luật sư nó giỏi về cái gì? Nó giỏi về luật. Cái thứ gì nó ngu nhưng mà cái đó nó giỏi, nó rất là giỏi về luật. Luật không biết nó có đọc hay không mà cuối cùng với ông bà bạn chị em tới văn phòng luật sư nó thấy sách luật nó để trong thấy mình nhìn mình khiếp luôn á. Rồi mỗi lần mình hại cái gì cái nó lấy cái cuốn sách luật ra nó dở nó coi. Tương lai có thể nó không định được nhưng mà quá khứ về luật nó biết hết. Những cái luật gì nó được viết, những cái case nào nó như thế nào nó mở ra nó coi, ồ cái case của mày đúng cái này, tao phải làm như thế nào thế nào thế này. Ngày hôm nay có một người luật sư đến gặp kia sư họ hỏi lại thầy chúng con phải làm gì để được sự sống đời này. Chắc đó là câu hỏi mà quý cụ, quý ông bà, anh chị em cũng như con hỏi một ngày. Chúng con mình ngồi đây là làm gì? Mình ngồi đây là mình nghĩ là mình đang đi trên cái con đường mà sống đời đời, chúng con về nhà đi con đi. Phải không Sơn đấy? Mà không có cá ta cũng còn đi cơ mà. Tội cho ông Sơn quá, ông Văn không có được cười, ok? Ông câu được cá, ông Sơn không được, ông cứ phải vui vẻ. Đó, vẫn là người. Đi câu đi, đi chơi đi, đi chạy nữa đi. Chứ ở đây đi lấy làm gì? Nếu mình không đi tìm một cái sự sống đời đời, mình không nghĩ đây là cái con đường đúng của mình. Con tối tối nay về nhà, ông tin nó nhắn tin cho cha trước lẽ với cha, tối nay con bốc cờ, cha có muốn ghé chơi không? Cho nó hay mà đi lấy tao tới tao chơi. Đúng không? Chúng ta nghĩ đây là cái con đường này này. Đó là cái con đường mà không phải con đó, ông luật sư đâu hỏi Chúa. Mà mỗi người chúng ta hỏi Chúa mỗi ngày làm sao để chúng con được hưởng sự sống đời đời. Giê-xu, biết ông là luật sư mà này giả ra luật mà Chúa hỏi. Mày đọc trong con, đọc trong sách nó ghi gì? Ông luật sư bảo, ô cái này trẻ, con học con thuộc lòng. Lạy Chúa là con phải mến Chúa hết linh hồn, hết tinh khôn, hết thân xác của con. Và yêu anh em như mình của con, phải yêu neighbors. Tức mấy nó dịch cái neighbors, tức là những người xung quanh như mình con vậy. Chúa cho dùng, wow, mấy thằng này cứ lên, thằng này giỏi à, pin thì cứ lên. Ấn Độ nó bảo mình, pin thì cứ lên. Không, Chúa bảo, à, vậy là con đã biết rồi, vậy thì con cứ đi làm đi. Con làm như vậy, con sẽ được sống đời đời. Nhưng mà ông này là luật sư, ông đâu có thể cho Chúa nói phép, ông làm được, ông phải hỏi lại. Mỹ nó gọi là cross-examination, là hỏi bằng được lại. Ông bảo, là Chúa con biết là luật kia là neighbor, nhưng mà neighbor là gì, Chúa là ai à? Ai là anh em của con, Chúa? Chúa nói con nghe thôi. Con phải biết thằng nào là anh em, con mới làm chứ. Đúng không ạ? Giống như mấy đứa nhỏ đi đi về nhà bên Mỹ này nói tiếng Việt thì khờ. Con đi vô nhà chơi, bố mẹ nó chơi, bạn bè với con đi, mấy đứa bạn nữa. Mấy đứa bạn, con chào cha đi con, mấy đứa nhỉ đằng này, nhìn kia, nhìn này. Đứa nào là cha? Chứ nó phải biết đứa nào là cha, nó mới chào được chứ. Đúng không ạ? Nó nhìn ba, nhưng nó hỏi đứa nào là cha hả ba? Chứ nó phải biết đứa nào là cha, nó mới chào. Thế con này không hỏi, nó được, con đi lại. Lạy Chúa, ai là anh em của con? Con biết luật nó bảo là yêu mấy anh em nhưng mà nhưng ai là anh em? Ông ta đã biến chữ anh em thành một cái công việc mà chúng ta đi tìm cái object, tức là một cái tiếng Việt là gì anh em? Một cái môi như một cái thụ động chứ không còn là cái hành động. Nhưng Chúa thay đổi cho nó để ta kể cho nghe ai là anh em. Bởi vì Chúa biết thằng này nó không. Chúa bên mình trở nên bắt phải trong sách Leviticus là sách Levi. Được ghi rất rõ ràng, anh em, neighbors có nghĩa là những người con của những người cùng dân tộc với ta. Ha, vậy là nhà thờ này có nhiều thằng không phải dân tộc ta. Mà cái ông đó mà hỏi vậy là ông biết, bởi vì ông đọc sách mà ông hiểu. Cho nên Chúa bảo như vậy là ông chỉ đi lo thằng Do Thái thôi. Vì cái thằng không phải Do Thái là không phải là dân tộc của ta, không phải là anh em, không phải là neighbor. Sách Levi ghi rất là rõ. Cho nên ông đáng thẳng ông cài Chúa. Mà Chúa biết thằng mày khôn nhưng mà không khôn hơn tao được. Đứng mà là khôn ông rọt đại Chúa mới bảo đấy. Thế là Chúa đã để ta kể cho câu chuyện. Và cái câu chuyện Chúa kể là có một người mình là một người mình cướp lấy hết của bỏ rồi. Đi dọc đường thì ông thầy lên đi đi ngang rồi mọi người bỏ qua đường. Rồi cuối cùng một người Samaritan đi ngang qua rồi nắm anh ta lên. Cái Chúa mới hỏi anh ta, vậy ai là người đấy mà? Cả ta bá cái thằng Samaritan, ồ thằng đó nó không phải người Do Thái.
Cho nên cái câu hỏi Chúa muốn chúng ta đọc cái ngày hôm nay không phải là người anh em của con là ai, mà là người đối với ai con là người anh em. Đó là cái câu Chúa muốn chúng ta hỏi. Chúa biến cái object trở thành cái subject, thành cái chủ từ. Cái vị ngữ đó nó thành cái chủ từ. Không phải chúng ta hỏi là Chúa đứa nào là anh em thì con biết đứa nào là anh em, con có giúp. Chúa bảo đừng hỏi đi tìm ai là anh em, mà hãy hỏi là con là anh em tốt của ai. Chúng ta hiểu cái điều trọng của mà. Giống như trong cuộc đời của mình, đời sống vợ chồng với cùng các bà bác em, đừng bao giờ đặt câu hỏi là ôi rồi sao em không tốt với anh, mà hãy hỏi là anh có tốt với em. Mỹ nó bảo là don't ask là who's my good spouse, but ask are you a good spouse to who? Sao bố mẹ tôi không tốt với tôi, hãy hỏi tôi có tốt với bố mẹ tôi. Chúa không muốn chúng ta đặt câu hỏi là ai là người anh em của mình, mà Chúa muốn chúng ta hỏi là tôi là người anh em tốt của ai. Chúng ta nhìn trong nhà thờ của mình, nếu con đi giảng nhiều lắm, có nhiều người học cứ bảo thích cha nói tiếng Việt giỏi, cho giảng tiếng Việt hay như vậy, tại sao cha không có đi cho làm coi sứ Việt để cho các con nó hiểu lý làm cái gì? Cái đó cũng không phải anh em lắm con. Nếu mà ngày chúng ta đang ngồi ở đây mà chúng ta nhớ ngày chúng ta qua nước Mỹ, ông tiếng Anh không biết khỏe rồi làm đâu, nó cho mình ăn welfare, nó có hỏi mày người anh em của tao đúng không ạ? Nếu nó cho mình ăn welfare, nó không giúp ngày nay mình có được ở đây tốt lành không? Không, mà khi mình được rồi mình nói mình không chơi nữa, mình nói không chơi Việt Nam. Ngay cả trong giáo xứ này cũng vậy, cha có nói anh em trong giáo, người ta bảo cha ơi cha đừng có đi giảng, bởi vì cha đi giảng tôi có nhà, tôi có không chịu được, tôi có thiếu cha, cái đó mày phải tham gia được. Tại vì tao giảng mày, người ta mới mời tao đi. Bây giờ xứ mày có ông cha giảng dở, mày có muốn là ông cha giảng dở, giảng suốt ngày hay mày cũng mong ước lâu lâu có ông cha giảng khá khá về. Thế dạy học như vậy, đừng giữ làm cái của riêng của mình, đừng đi đặt câu hỏi thì ai là anh em của tôi, mà hãy đặt câu hỏi tôi sẽ là người anh em tốt của ai. Và cuối cùng Chúa nói trong bài tin mừng hôm nay, anh hãy đi và lại như vậy. Hãy đi và làm như vậy.